từng là thủ phủ của xứ Đàng Trong từ cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18 và là kinh đô của đất nước từ đầu thế kỷ 19 đến năm 1945. Huế là nơi hội tụ tinh hoa của cả nước trên nhiều lĩnh vực. Riêng về ẩm thực, Huế nổi tiếng với dòng ẩm thực cung đình sang trọng cùng với dòng ẩm thực dân gian phong phú. Mỗi món ăn của Huế đều chứa trong đó sự đa dạng, hào sảng mà thiên nhiên ban tặng cho Huế, cùng với sự tài hoa của người chế biến. 10 món ẩm thực đặc sản của Huế gồm chè hạt sen, kẹo mè sừng, thanh trà, cơm hến, bánh khoái, bánh bèo, bánh lọc, mắm tôm, ruốc và tré, được công nhận đạt kỷ lục quốc gia, là sự thừa nhận những giá trị ẩm thực đặc biệt của Huế. Mười món ẩm thực mà tên gọi rất dân dã ấy là những món đặc sản nổi tiếng của Huế, đã nổi tiếng từ rất lâu rồi. Với món ngọt, có thể nói Huế là vương quốc của những loại chè. Từ củ, quả, hạt trong vườn nhà, người Huế đã chế biến hơn 40 loại chè khác nhau. Mỗi món chè đều mang một hương vị riêng. Huế đặc biệt nổi tiếng với món chè hạt sen. Đó là món chè vừa mang yếu tố sang trọng của cung đình, vừa là món chè mà nhà nhà trong dân gian đều có thể nấu được. Sen Hồ Tịnh nổi tiếng đã cho Huế có món chè mang vị ngọt thanh, hạt sen bùi, mềm mại và rất thơm. Vùng tỉnh thích sáng tạo và cầu kỳ, người Huế đã tạo thêm món chè hạt sen bọc nhãn lồng, sang trọng, đài cát mà cũng vô cùng tinh tế. Một trong những món quà Huế được ưa chuộng từ xưa đến nay là kẹo mè sừng. Được chế biến từ đường, đậu phụng và mè, kẹo mè sừng được chính người dân Huế và du khách gần xa chọn mua làm quà cho người thân. Nguyên liệu đơn giản, nhưng vượt lên những điều đơn giản để làm nên điều kỳ diệu. Đó là điểm đặc biệt của kẹo mè sừng trong hàng ngàn loại kẹo hiện nay. Để có được kẹo ngon, người thợ phải lựa chọn kỹ nguyên liệu chính là đậu phụng và mè. Chỉ cần chất lượng đậu và mè không đảm bảo, thì kẹo sẽ không đạt yêu cầu. Kẹo mè sừng đạt tiêu chuẩn là phải có vị ngọt vừa phải, vị béo, thơm, giòn của đậu, của mè, độ mềm, dẻo của kẹo. Trước đây, vất vả nhất là khâu đánh đường, cắt kẹo vì phải làm bằng tay. Ngày nay có máy móc hỗ trợ nên người thợ nấu kẹo đỡ vất vả hơn. Theo đà phát triển của đời sống, kẹo mè sừng cũng có nhiều thay đổi trong mẫu mã, bao bì. Nhưng điều quan trọng là chất lượng vẫn được giữ nguyên. Đặc sản của một vùng miền mà được vào top của quốc gia thì điều đó là một điều vinh dự cho cả cái đơn vị sản xuất như chúng tôi. Mọi người ai cũng phải là tự hào về cái ngành nghề mình để mà làm cái sản phẩm mình cho được tốt hơn, để mang lại cho xứ Huế mình nói riêng và Việt Nam mình nói chung một cái sản phẩm mà ai cũng phải đều yêu thích. Huế là vùng đất của nhiều loài quả ngon, thích hợp với chất đất ở các vùng bãi bồi ven sông. Thanh trà là loài cây cho trái ngọt mà hương vị như còn thoảng hương thơm của đất vườn phù sa. Thanh trà Huế nổi tiếng gắn liền với hai làng cổ xưa Nguyệt Biều Lương Quán, bây giờ hợp nhất thành phường Thủy Biều. Từ tháng 6 đến tháng 7 âm lịch là mùa thanh trà chín. Vào thời gian này, đường làng rộn ràng người đi mua, đi chơi vườn thanh trà. Để tri ân tổ tiên,
những người đi trước tạo lập nên làng và trồng cây thanh trà. Người dân ở đây hái những trái ngon đầu mùa đem về đình dân cúng. Sau lễ cúng thanh trà, các gia đình mới bắt đầu mùa thu hoạch. Thanh trà Huế ngon nhờ vị ngọt mát, tẹp chắc, thơm dịu. Phường Thủy Biều cũng đã tổ chức lễ hội thanh trà rất đông vui, thu hút người dân địa phương và du khách tham gia. Thanh trà Huế đã được dán tem đảm bảo chất lượng. Lễ hội thanh trà trở thành một trong những hoạt động du lịch hấp dẫn của Huế. Không phải nói là tự hào, chứ đúng ra là thanh trà ở Huế làm nhiều, nhiều lắm. Là nào có, nhưng mà đặc điểm nhất là làng Lê Quảng là thanh trà thơm ngon, là vì cái đất màu mỡ, cái đất bùi sa, thành như cây thanh trà là vừa mỏng vỏ mà vừa có chất ngọt nữa, thành như nổi tiếng nhất là thanh trà Lê Quảng nói riêng, còn Thừa Thiên Huế thì làng nào cũng có thanh trà hết, nhưng mà không, cái chất ngon nó cũng bằng ở Thủy Biều được, vì Thủy Biều đất màu mỡ hơn đó. Kỷ lục quốc gia dành cho món cơm hến là một sự ghi nhận giá trị của một món ăn không chỉ ở sự ngon mà còn có ý nghĩa văn hóa đời sống. Trong nghề nghiệp của mình, người dân cồn hến luôn tri ân dòng thương đã cung cấp loài hến thân bé nhỏ nhưng làm nên món cơm hến tuyệt vời. Có thể ban đầu cơm hến chỉ là món cơm nguội của nhà nghèo, nhưng qua thời gian và tài chế biến khéo léo của người phụ nữ Huế mà món cơm hến đã vượt qua cái nghèo để trở thành một món ẩm thực mang đậm đà hương vị Huế. Đó là vị cay, vị ruốc, vị hến ngọt ngào và của nhiều gia vị khác hòa quyện. Trong món cơm hến bình dân mà ngon rất Huế ấy, còn có cả vị ngon của một đời sống lương thiện. Bản gia vị phong phú như thế này đã chứng tỏ rằng cơm hến là món ăn dân dã mà được chế biến công phu, là món ăn của nhiều hương vị. Cơm hến Huế đã được chuyên gia ẩm thực người Mỹ Anthony Bourdain giới thiệu trên kênh truyền hình CNN. Where have you been all my life? Fellow travelers, this is what you want. This is what you need. This is the path. The true happiness and wisdom. Món ăn nào của người Huế cũng đều là sự kết hợp của nhiều yếu tố, luôn luôn trong đó có yếu tố thẩm mỹ. Người Huế không chỉ thưởng thức bằng vị giác mà còn thưởng thức bằng mắt nhìn, tai nghe. Bánh khoái là một trong những món ăn như thế. Tiếng bột đổ vào chảo dầu nóng tạo nên một âm thanh vui tai. Có thể nói đây là món ăn tổng hợp của nhiều nguyên liệu và cả sự khéo léo của người chế biến. Đó là làm sao để tạo vỏ bánh vừa giòn vừa mềm. Làm sao để nấu một nồi nước lèo ngon, vừa thơm vừa bùi. Và cuối cùng là món rau, có đầy đủ cả khế chua, và chuối chát, rau thơm, xà lách. Bánh khoái quả là một món ẩm thực công phu. Một cái bánh khoái mà đạt tiêu chí ngon của người Huế mà phù hợp với người Huế thì cái khâu quan trọng nhất là bột bánh là quan trọng. Bột bánh làm sao đó khi mình đổ lên nó phải giòn, ăn trong miệng thì nó tan ra, nó không bị dai hoặc là không bị cứng. Ngoài ra thì nước lèo thì nó sẽ làm cho cái bánh nó ngon hơn. Ở Huế thì cũng có rất nhiều món, nhiều cửa hàng họ bán bánh khoái, nhưng mà mỗi nơi sẽ có một cách nấu nước lèo riêng. Thì riêng em thì em thấy là hai cái đó là nó cấu thành cho bánh khoái nó đạt được cái vị. Ngoài ra không thể là thiếu các loại rau. Với một hệ thống đầm phá, biển mênh mông, Huế được thiên nhiên ban tặng một nguồn thủy sản đặc biệt, cho vị ngon không nơi nào có được. Bánh lọc, bánh bèo hay mắm tôm Huế ngon là nhờ có nguồn nguyên liệu tôm ngon. Những món ăn mang đậm hương đồng giỏ nồi này cùng với tấm lòng của người chế biến đã đưa bánh lọc, bánh bèo thành đặc sản ẩm thực độc đáo của Huế.
Trong từng loại bánh có thể cảm được vị béo, vị ngọt của tôm, thịt, của bột gạo, bột lọc, có vị cay của ớt, có hương thơm nồng của nước mắm ruốc. Những ai đã thích món bánh này của Huế thì khi đi xa sẽ nhớ vô cùng. Bởi lẽ trong món bánh dân dã này chứa đựng mùi vị của biển, của đầm phá, của những nương sắn vào mùa nắng gắt, của những vườn chuối xanh mướt trong vườn, và cả vị cay để nhớ mãi không quên. Tâm huyết của tôi là để vào trong các món đặc sản này, để trong và ngoài nước, là khi nào người ta đến về đến Huế thì là thưởng thức các món đặc sản ở Huế này, để nó là tới Huế để mà yêu mến Huế, ăn các món đặc sản Huế. Nó rất đi đâu rồi cũng nhớ về là Huế, là các món đặc sản này rất là đặc biệt, là các món là bánh bèo, bánh nấm, bánh lọc, ram ít, chả tôm. Mắm tôm Huế cũng làm nên câu chuyện riêng của mình trong thế giới những món đặc sản nổi tiếng của Huế. Tam Giang là nơi cung cấp nguồn tôm vỏ mỏng, thịt chắc, ngọt lừ, rất thích hợp để làm mắm ngon. Trong món này, vị riêng rất đặc trưng cùng với nghệ thuật ướp muối, nước mắm sẽ cho được mắm ngon. Mắm tôm Huế đã theo chân bao người con xa xứ đi khắp nơi trên thế giới. Vị ngon của quê nhà đi vào nỗi nhớ của nhiều người, trở thành một ký ức đẹp. Với món ruốc làm nên hương vị đặc trưng của món ăn Huế, ta như nhìn thấy cả mùa khuyết tươi tháng 11 âm lịch của biển Thuận An, tháng mà con khuyết được cho là béo nhất. Món tré, đó là một sự kết hợp khéo léo của nhiều loại gia vị, sự ủ ướp thịt và kỹ thuật lên men truyền thống để cho tré Huế có vị chua, cay, thơm và sang giòn. Mười đặc sản Huế đạt kỷ lục quốc gia, đó là điều vui mừng đối với người dân Huế, những chủ nhân chế biến và giữ gìn những nét riêng biệt của ẩm thực Huế. Trong hàng ngàn món ăn ở khắp các vùng miền và trong hàng trăm món ăn được đề cử, ẩm thực Huế góp mặt 10 món. Điều đó chứng tỏ rằng Huế vẫn là nơi lưu giữ nhiều tinh hoa của ẩm thực Việt. Ẩm thực Huế vẫn còn nhiều điều chưa nói hết, và tin chắc rằng trong lòng mỗi người dân Huế hay du khách đến Huế, ai cũng có một sự vinh danh nữa cho ẩm thực Huế ngay trong lòng mình.